Alo, chờ anh chút xíu nha. Rồi, ok. Mở đèn lên để cho anh. Chờ anh chút xíu. Lúc đầu á thì anh cũng chẳng muốn đưa cái mặt, nhưng mà cái mặt anh thì không ai biết rồi. Em là Bình Dương đúng Đúng không? rồi anh. À, cái là lần đầu tiên biết em mấy bữa rồi, nhưng mà anh chờ diễn đàn của mấy em lên, nhưng mà bạn Nguyên hồi nãy nói những câu nói nó dở, một câu dân chủ cùi là những cái từ ba que rất là dở. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta dùng những cái gì đó, nhưng mà anh chỉ nói cho thằng Bình Dương nghe một điều vậy nè: Khoan, chúng ta hai hai tiếng. anh chờ Dương một chút. Điều đầu tiên á, ở trong cái diễn đàn của Dương rồi, ít ra anh lên á, anh muốn nói chuyện gì, ok, cái chuyện đó bình thường. Nhưng điều đầu tiên anh lên, anh giới thiệu cho mọi người biết anh như thế nào đã, rồi anh hãy muốn chắc chắn một Có nghĩa là bây giờ từ 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 đúng từ 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 em từ từ anh chuẩn bị anh nói câu nói đó. Phan, từ từ đã, từ từ đã. Anh Chí Quốc á, thì thằng Đạt biết, mọi người cũng biết rồi, nhưng mà anh Chí Quốc chỉ nói một câu nói với Bình Dương là lần đầu tiên. Có nghĩa là anh đang xã giao với em là bắt đầu nó chào mọi người ở dưới, nhưng mà có nghĩa là anh đang đứng chính cái vấn đề hồi nãy thôi. Từ từ, chào đừng chứ gấp. anh Đừng xin gấp. Thôi bây giờ gì đi, bỏ đi. Mà những cái chuyện nhỏ nhặt quá mình không phải, bây giờ gì đi, anh nói Bình Dương nè, những cái chuyện nhỏ nhặt quá mình là anh em đàn ông với nhau. Thôi bây giờ gì, có nghĩa là bây giờ em phản ứng á, là anh chấp nhận phản ứng của em. Xin lỗi một câu nói đơn giản là: anh là Chí Quốc, xin chào tất cả các anh chị em, các cô bác chú và bác công á, là bên thằng Quốc Dũng nó bắt lỗi một lần rồi. Diễn đàn này có người lớn nó đâu có biết đâu, nhưng mà anh chỉ nói bình thường thôi. Bây giờ là cô bác chú, anh chị em ở dưới diễn đàn, chào sức khỏe mọi người. À, chào Bình Dương. À, rồi cứ ngay bây giờ được chưa, thoải mái chưa? Anh rất là thoáng, anh nói với em á, anh thoáng lắm, anh thoáng cực kỳ thoáng luôn. Nhưng mà bây giờ gì đi, bước vào diễn đàn của em nè, anh hỏi Bình Dương nè. À, riêng bản thân của em, ngoài cái kiến thức em giữ cái diễn đàn, em còn biết cái chú lực một chút xíu nào cái luật của Việt Nam mình hay không, chẳng nhờ hiến pháp hay luật lệ gì đó có hay không, để anh em mình dễ nói chuyện. anh chờ vui chút Nghe xíu rõ nè, không? vô hơi cũng hơi khó nghe quá. Thế là bây giờ nghe rồi, nãy giờ thì anh đã nói xong rồi phải không? Bây giờ là anh em mình mở diễn đàn không, bây giờ nó rõ luôn, nó rõ hai cái chiến tuyến mình đối địch với nhau luôn À nha, cho nó rõ ràng đi, phân biệt rõ ràng luôn. Chứ bây giờ là mình không nói rõ ràng gì thì có nghĩa là tất cả một cái nó nằm như vậy. Tức là anh chỉ nói với em mà những cái câu nói của bà Nguyên hồi nãy nói theo anh thì rất là dở, tại vì bạn Nguyên với anh cũng là người có tuổi rồi rồi. anh. Anh em mình cứ dân chủ một chút xíu, còn thí dụ anh nói sai thì em có thể biện minh, còn anh nói đúng. Bây giờ anh hỏi em là em trên cơ sở anh hỏi em là em sống trong cái đất nước Việt Nam mình, nó có đủ cái để mình tuân theo, chẳng hạn là luật pháp hay là lập pháp hiến pháp, em có biết không, để anh em mình dễ Đúng, nói chính chuyện. xác anh. Tại vì nói chung á Em là biết chứ, trên cái phương diện như thế này, có nghĩa là Dương cũng là một người dân bình thường thôi chứ không phải là gì. Thì đúng kiến rồi thức nó đúng đúng rồi đúng không, rồi cái gọi là kiến thức thì nó đúng hữu rồi đúng hạn rồi phải không, nhưng mà cái hiểu biết mình thì nó cũng có giới hạn mà thôi. Nên đâm ra những cái điều gì anh hỏi Dương biết được thì Dương sẽ trả lời, còn Dương không không hiểu thì Dương có thể là Dương một là Dương sẽ nhờ các anh chị ở phía bên dưới này, có thể là ý là anh hỏi em á, là em có biết cái luật của luật lệ của nhà nước mình quy định không, luật thì nó chẳng hạn luật về hiến luật pháp nó có rất biết là nhiều không. anh. Cái hiến pháp nó thẳng là Bây giờ anh hỏi là hiến hiến pháp pháp là Dương em, không rành. Dương chỉ biết được à tức là em chưa có Dương em rảnh, không Dương cho không có nên rành bây hiến giờ pháp. mà không biết bạn Nguyên có rảnh hay không, không biết bạn Nguyên có rảnh hay không, có hiểu được cái hiến pháp mình quy định Bây không. giờ quan trọng nhất, bây giờ anh nói như thế này đi, dưới hiến pháp thì Dương biết là nó sẽ có luật, dưới nghị lực, dưới luật Đúng nó có cái nghị rồi, định thì văn nó sẽ bản. đúng ra Thì là bây đấy, giờ theo đúng rồi, đúng, theo Dương, cái chính quan xác điểm của Dương là mình chỉ tuân thủ cái luật thì là mình đã đủ để mình sử dụng, còn cái hiến pháp đó. Chúng ta bước vào đó, bây giờ đơn giản là chúng ta bước vào luật, không nói về vấn đề xã hội, mình nói đúng theo luật pháp quy định đàng hoàng là hợp lý đúng tùy không, tùy tùy chính tùy xác đồng ý, nhưng mà tùy luôn theo cái Dương đã nói rồi, tùy theo cái Dương đã nói rồi, có những cái Dương sẽ hiểu á. được thì Không Dương sẽ trả mà lời với cái anh. nó đi, mình sống trong cái xã hội bị ràng buộc pháp luật mà em, đâu có Không tùy thì được, đương mình bị nhiên, ràng buộc nhưng mà pháp luật. trên cái phương diện ngoài cái vấn đề pháp luật đúng không, ngoài cái vấn đề pháp luật, anh nhận xét theo cái quan điểm cá nhân của mình vào cái sự việc đó nó có đúng với cái xã hội những để những người khác người ta đồng tình hay Nếu không mà nữa, chứ chuyện pháp luật thì đương nhiên rồi đâu anh, phải mình không có nói được như vậy. không Anh nói phải với em bất cứ sống một cái
mình trên cái lĩnh vực nào cũng vậy á, mình phải lấy cái pháp luật làm cái căn Đồng bản ý, để mình đồng tuân ý. theo, Nhưng đúng ngoài cái pháp không? luật đó, Đó, vấn đồng đề là ý vậy. ngoài cái vấn đề pháp luật đó là gì, anh còn thấy cái tình cái lý nó như thế nào. Chứ không phải anh nói là đồng ý pháp luật là một chuyện, nhưng mà trên phương diện đó, tại vì trong đây anh sống trong xã hội Việt Nam, anh chắc chắn anh sẽ thấy được nhiều điều, và kể cả những cái điều đó anh có thể anh đặt sắp sửa tới đây anh đặt những cái điều đó luôn. Nhưng mà Dương nói ngoài cái Nhưng vấn mà đề luật nói là phải theo có cách tình có lý nữa, đúng không anh? Chứ không phải riêng cái nào anh cũng căng theo không luật cho được. được, không Làm được, sao không không, được? anh nói với Không là được, với em không là được, không đó được. là cái Bây quan giờ anh không nói với phải em nha, nè anh để Dương nói cái nè đã. Không được đó, đó là cái quan điểm suy nghĩ của anh. Còn Dương có cái quan điểm suy nghĩ của Dương chứ. Còn bây giờ anh nói một câu, anh phải biết bắt Dương phải là theo cái câu nói của anh thì đâu được. Dương phải có nhận định của Dương. không, bà Dương nói là Sao sai, sai? anh đâu Không, có buộc em phải tại theo vì anh đâu, câu anh nói của anh không là buộc rồi đó. không Có nghĩa anh không có không có đồng buộc, tình anh với không cái câu nói, nói của Dương. anh không có nói câu nói của anh không nói câu nói của anh, mà anh nói là pháp luật quy định, theo cái pháp luật mình phải Đương tuân nhiên rồi theo, anh, chứ đúng. hiểu không? Thì Thì Dương mới nói thêm đó, nữa, anh ngoài đang cái vấn ràng buộc đề vấn pháp đề pháp luật đó luật. nữa, nó còn tình và lý nữa, đúng không? Dương nói thêm, ở đây Dương nói thêm. Ở đây chúng ta không có thể phân biệt vào là cái ý thức mình được, mà phải tuân theo đúng theo pháp luật. Đồng ý. Ý thức là một phần nữa, ý thức là một phần, chúng ta ý thức á, và giữa hai anh em là mình, chúng ta đang nói một mặt xã hội. Còn bây giờ mình làm bất cứ một cái việc gì mà nó liên quan tới một đất nước thì nó phải dựa theo cái nền tảng pháp luật, Đồng mình ý, tuân theo để đồng mình làm, ý. Nhưng mình hiểu đã, Dương không? đã nói thêm với anh Đó, rồi, Dương đó. đồng ý với anh. Nhưng mà Dương nói thêm, ngoài cái vấn đề pháp luật nó còn cái tình cái lý với nhau nữa, đúng không? Chứ Dương đâu có cãi anh là mình Dương không nói chuyện bây theo giờ luật đâu. bây giờ hai anh em mình không thống nhất vấn đề đó thì khó Không nói phải, lắm. tại Có nghĩa tùy là tùy tất cả theo chúng tại ta là không phải như thế này nè. hai cái lập trường nó khác nhau. Tại vì anh hay lập luận, ví dụ bây giờ anh nói phải nói rõ hai cái lập luận của anh. Giống như câu mới nãy anh nói là hai anh em mình là đối nghịch với nhau là hai cái chiến tuyến, thì theo như anh nhận định từ đâu mà nói là Đúng hai cái rồi, chiến tuyến, thì điều đầu tiên bây giờ mình làm rõ cái hai chiến tuyến này trước đi, đúng không? Dương nói trước. Dương không Dương đang không có cho nên Dương bây đang giờ nói anh trước. muốn đứng chính, Không, anh để Dương nói trước. Đối với Dương, hiện tại sống trên đất nước Việt Nam, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam và hiện tại tôn trọng Đảng Cộng sản Việt Nam đang điều hành đất nước, đó là những cái gì, và cái lá cờ đỏ sao vàng nằm trong tim của Dương. Bác Hồ là cái người Dương rất là tôn trọng. Đó là cái quan điểm của Dương. Còn cái quan điểm của anh anh đã từng nghe em nói đó, rồi, mà em còn thêm một câu nói là tuyệt đối lên đây không được nói bác đúng, Hồ, chính xác, đúng đúng. không? Tại cái đó là Dương là người, bác Đúng. là người Dương rất nể. Nhưng mà anh thì có cái quy tắc riêng của anh rất là kỵ những cái người ta không đồng ý, anh là kỵ vấn đề đó. Em không đồng ý là mình biết vấn đề đó, anh không nói, anh không nói, anh là tôn trọng cái ý kiến người Đúng, chính khác, xác tuyệt đối vậy. là vậy. Thằng Đạt Trần nó biết Đúng anh rồi, không thằng Đạt Trần nó biết cái không tấm quan mà. cái chuyện Nhưng đâu mà anh chỉ nói, muốn nhưng hiện nói tại bây vậy, giờ ở bây đây giờ phải phan đi, bây giờ phan đi cho anh nói hết cái ý này rồi Dương rồi, nói. Có nghĩa là giờ chúng ta không nói ngang, không mà không nói cái xã hội, mà nói theo đúng cái tình tự pháp luật, có được không? Việc không? Em việc không? trình tự pháp luật thì Dương đã nói anh rồi, tùy theo cái Dương hiểu biết Dương sẽ trả lời với anh, đúng không? Đấy, Còn rồi những cái có nào mà lý à, cần ấy rồi thì đương nhiên có Dương lẽ có là thể là đúng nhờ rồi, các đúng anh chị rồi. ở phía dưới Cho diễn nên bây đàn giờ này, người ta mình sẽ trả nói lời đi. với anh. Bây giờ cái diễn đàn của em hôm nay mở ra, em muốn nói gì, vấn đề gì theo em, Diễn đàn á, anh muốn hỏi diễn em đàn hôm chung nay của là Dương hiện diễn đàn tại, của em mục là. đích của Dương lên diễn đàn này chính là chống bao que và dân chủ cội. Khoan, xin Không. lỗi em. Đó, Nhưng bây giờ là anh nói với em xin lỗi, hồi nãy là anh có lên diễn đàn của Quốc rồi. Dũng rồi, mà trên nửa chừng á là anh đang nói Quốc Dũng không chịu trả lời, Quốc Dũng khiêu người nào lên cho anh xuống. Thì anh ngồi dự bị thì anh còn cái công việc của anh không ghé được nha, mà nếu có Đạt Rồi. nữa thì có nghĩa là cũng là kêu người khác trả lời Không. nữa. Không bao giờ tụi em dùng cái từ, khoan anh từ từ đã, anh sẽ nói cho em nghe. Chúng ta đã nằm ở trong một đất nước Việt Nam, là chính thống người Việt Nam, đúng Rồi anh, không? Đúng rồi. không? Phải không Bình? Thì em dùng cái từ ba que thì tụi em rất là Không hổ. phải, anh không thể nhận định theo cách của anh được. Dương giải thích cho anh nghe. Không, anh không nhận Không, định đất, không. anh không, em đang nói để cho anh nói hết Rồi, đã. không phải. Nếu thí dụ anh nói câu nói đó là em hỏi, em phải hỏi anh là tại sao mà anh nói là em đang hổ. Không, tại vì ở đây trên phương diện, Do tôi em không khoan phải, cái tại vì chỗ này nè, cái anh nói chỗ. không đúng chỗ này. Bây giờ Dương em, bây giờ lấy nè, bây Dương giờ chặt nè, bây câu nói giờ của Dương anh nói nè. hết nha.
em cứ nói hết Không. cái câu nói này, hai anh em mình nói không hết được. Bây giờ em nói đi, anh lắng tai nghe, nhưng mà khi bắt đầu anh giải thích là em phải lắng tai Không nghe phải, để cho mọi người dễ ở nghe. đây đồng ý, có nghĩa là Dương nói thì anh sẽ ngưng, anh nói thì Dương ngưng. Nhưng trên phương diện câu nói nào mà Đúng rồi. anh nói dài quá thì có thể Dương xin lỗi ngắt anh một cái để Dương nói ngay cái điểm đó, tại vì nếu nói dài đôi lúc nhiều khi Ok, Dương sẽ quên. Ok, đúng không? Còn ở đây trên cái phương bây giờ là ai nói? Bây giờ là em nói, bây anh giờ Dương nói. nói trước. À, Dương nói trước rõ cái quan điểm Rồi em của nói Dương đi. trước rồi anh sẽ nói. Điều đầu tiên á là cái diễn đàn của Dương. Một điều Nè, thôi. diễn đàn của Dương Rồi. là mục đích chống bao que và dân chủ cội. Đó, rồi mời anh. Rồi, rồi. Tức là bây giờ dân chủ cội thì anh Việt. Anh Việt. Nhưng mà bao que anh xin lỗi em. Em đang hỗn trên cái hồn thiên sông núi. Ok, cái Được đó, không? Em có em bây giờ em thắc mắc thì anh sẽ không, giải cái thích. này Dương không cần thắc mắc mà Dương sẽ giải thích cho anh thêm. Dương không thắc mắc. Rồi Anh em nói nói đi. quan điểm anh là Rồi. gọi là hỗn với hồn thiên sông núi, đó là nhận định của anh. Đúng Còn đối rồi. với Dương, khi Dương dùng Không, lịch sử ở đây là chúng ta, anh đã nói lúc đầu rồi, chúng ta không nói ngang được và nói trên ủa lịch thì sử. đây Dương chưa nói Nó ngang, đã có Dương đâu bao, có nói nó ngang đã. anh. Ở đây anh Rồi tiếp chưa có tục đi. nghe Dương giải thích hết, anh nói là Dương nói ngang, Dương đâu nói ngang. Tiếp tục đi. Ở trên đây tại sao Dương Tiếp dùng tục. cái từ ba que? Những người, các chú, các bác, Em tiếp tục những đi. người đi lính Việt Nam Cộng Hòa, Dương đã từng nói trên đó là Dương rồi, Dương sẽ không đụng chạm tới, Dương rất tôn trọng những người này, đúng không? Còn ba que là sử dụng cho những thành phần mượn danh cái lá cờ đó để đi quay trở lại chống phá lại đất nước Việt Nam, đó là những thành phần Dương kêu là ba que. Nên ở trên đây Dương đã nói tiếp với anh luôn, cái phương diện mà anh nói là xúc phạm đến cái gọi là cái gì đó thì Hồn hồn thiên thiên sông sông núi núi, ở hồn đây nó thiên không sông nằm núi. vào trong cái phạm trù đó. Có. Anh Dương Có. giải thích cho anh rất rõ ràng, ở Có. đây Dương nói cho anh nghe, Dương giải thích cho anh rất rõ ràng là tại vì sao những Hết người, các chưa? chú, các bác đi lính Việt Nam Cộng Hòa Dương không đụng chạm đến, Dương rất tôn trọng họ. Còn ở đây những cái thành phần nào mượn danh cái lá cờ đó để đi chống lại đất nước Việt Nam thì Dương cho đó là thành phần ba que. Rất rõ ràng anh, hai hai phạm trù khác nhau nha, chứ nó không phải chung. Nên ở đây Dương không đồng tình với cái câu của anh quy chụp cho Dương là vi phạm hồn thiên sông núi gì của anh đó, đó Dương không chấp nhận. Rồi, mời anh. Có nghĩa là bây giờ hồi nãy anh duyệt với em là một hai vấn đề, anh duyệt với một 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 cái đúng không, Rồi. một cái anh phản đối với em Rồi đúng ok không, anh. nhưng mà anh chỉ hỏi em á là có nghĩa là em chỉ theo cái một cái suy nghĩ của em á, là những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa dùng cái lá cờ đó, dùng cái lá cờ mà màu màu vàng ba thọc đỏ đó, họ đi đánh phá lại cái chế độ hiện tại, là em cho là những người đó là dùng lá cờ ba que đúng không, Không, đúng Dương đã chưa? nói Như cái lá cờ đó nó phá. Còn anh nói với em, anh đang dẫn chứng với em, cái lá cờ đó không có người Việt Nam nào dám xúc phạm hết. không phải Có nghĩa là mặc dù cái không phải tại anh bây nói giờ là, có nghĩa là bây giờ là trong cái cách nói chuyện của em á, nó không có đồng, nó có độc lập. Em không cho anh giải thích cái ý của anh, em phải lắng nghe cái ý của anh là tại sao anh nói là hồn thiêng sông núi. Em biết không, năm năm 40 khi bà Hai Bà Trưng bà phát cờ ra là bà dùng cờ vàng, mà cái thời mà cách đây năm 40, mà thời ông Nguyễn Trọng Kim ông giữ cái Hà Nội ngoài đó đó, thì đất nước Việt Nam mình có hai miền thôi, miền Nam thuộc về Nhật, chưa có người nào hết. Nó nói về Bác Hồ thì anh nói lại tại sao mình lúc đó mà Pháp thuộc nó lấy ba miền, nó thống trị ba miền, là anh cho nói lịch sử đó đã dính dáng cho Bác Hồ của em, thì nó lại xúc phạm nữa, anh không muốn nói bỏ, anh bỏ. Là bây giờ anh sẽ nói với em á, là tại sao có lá cờ màu vàng, mà màu vàng vào nó có một cái sự triết lý rất là sâu đậm. Anh muốn nói lịch sử em có biết không, anh không biết, nhưng mà anh chỉ nói với em á, nó thể hiện, bây giờ anh chỉ nói đơn giản với em tại sao anh dám nói là hồ em đã hỗn thứ hồn thiêng sông núi. Màu vàng nó tượng trưng cho gì, một quốc thể bây giờ đại diện cho một không, đất nước Việt Nam. anh cho Dương Bây ngắt giờ một tóm chỗ lại này. là cho anh giải thích đã, anh giải thích vấn đề Không, đã, tại cái không vấn có. đề đó Bây giờ anh Dương nói nói em nghe nè. cái Không, giai đoạn này á, cái giai đoạn này vì cái giai đoạn quan trọng nè, không cái không phải giai đoạn quan trọng nhất nè. đó nè, Dương nói với anh nè, đối với anh nó là giai đoạn quan trọng đúng không, nhưng đối với Dương nếu nói về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó đã chết nay 43 năm rồi, Dương không muốn nhắc lại cái chuyện đó. Dương nói nãy Dương đã nói em rõ với anh em bởi rồi, vì tôi em đã ngộ nhận, làm sao ngộ nhận được anh anh? đang giải thích với em, anh không được, em đang ngộ Không, nhận hoàn toàn. Ở cái đây chuyện là em đó là muốn do nói, anh anh muốn nói nói thôi. là cái
Cái đó là do anh nói thôi chứ ở đây Khó gì nói đâu lắm, nói có. chuyện nói không phải ở đây á, ở đây chúng ta không nói là anh nói hay là em nói, mà chúng ta lấy cái gì là xưa nhất và quý nhất. Em nên nhớ, bây giờ em nói đi, năm 1925 Bác Hồ của em ổng đi bước ra ngoài thì bây giờ lịch sử vẫn còn ghi lại không? Thậm chí một cái đất nước Việt Nam hiện tại giờ muốn đưa cho Bác Hồ của em á, đi ra thế giới gọi là họ họ sẽ công nhận là một một người văn hóa, một đất nước lớn là Việt Nam. Đúng chưa? Thì chúng ta phải tôn trọng cái lịch sử đó, thì tại sao những cái trước hơn nữa chúng ta không không tôn trọng đi, Ủa chẳng hạn như cái văn đồ. Cái văn đồ văn văn từ từ anh đang giải thích cái lịch không sử phải, phải có được cái đất đồng nước ý, này, nhưng mà ở ai là người tạo anh ra? không hiểu này, Dương đã giải thích với anh rồi, Dương đã nói rồi, những cái các chú các bác đi lính Việt Nam, kể cả một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, Dương đã để qua một bên, Dương không đá động Có tới nghĩa là bây mà. giờ gì đi, em sẽ dành gì nè, em sẽ dành gì nè, em sẽ dành gì nè, em ý là em nói là em cũng là cái lấy cái từ ba que trước rồi em dùng cho những người mà đang họ đang thôn tính một cái ý tưởng gì xấu để không làm phá cái phải đất không nước này, phải thì em phải nói một cái từ khác, không phải em phải nói vậy nè, một đám thù địch. không Ví dụ em nói một đám thù địch đi, ví dụ là vậy, tại cái đó Dương đã nói với bây anh giờ làm rồi, sao không nói? phải, Dương nói anh nghe nè, Có nghĩa là chúng ta bây giờ chúng ta có nghĩa là chúng ta phải dùng một cái gì đó cho nó tổng thể, nó sẽ tổng thể theo một nhóm. tống Thì tại vì ngày sau anh nói là tổng thể một nhóm là sao, bây giờ từ từ đã em, từ từ đã, chúng ta nói mình nói cho nó rõ ràng, em tổng thể một nhóm để quy tụ cho một cái tội, mà cái đầu tiên á thì nó dính dáng với cái quốc kỳ, một cái quốc kỳ đó là nó có một cái sự triết lý rất là sâu đậm Dương đã nói anh ở cái dân tộc rồi, Việt Nam Dương mình. đã nói anh rồi, Ý anh nói vô đó là ý anh nói vậy, anh còn bây không giờ em hiểu nói là tiếp đi Dương, anh. anh không hiểu Dương nói, Dương đã nói là cái vấn đề chuyện của anh nói, kể cả cái lá cờ Dương không phủ nhận, đúng không? Nhưng mà ở đây trên phương diện là nó đã không còn tồn trạng tại ở đây nữa, Dương đã nói rồi, giữa các chú các bác, những người đi lính Việt Nam Cộng Hòa, cả một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, Dương không đã động Có tới. nghĩa là bây giờ không phải em giải thích cái đó rồi, Đúng, có nhưng mà nghĩa là do anh không chấp nhận cái chuyện đó, tư làm duy sao của em được? nó em có nghĩa là cái tư duy của em không chấp nhận cái dân tộc Việt Nam mình một cái Không, triết lý hoàn toàn nó nằm trong anh một nhận cái định đó cơ là học sai. hoàn toàn luôn. em Không, anh không nhận định đó là anh không sai. nhận định Anh nhận định sai, sai. do giờ cái tư tưởng của em Tại có nghĩa là bây giờ anh không hai anh chỉ nói là hai màu thôi, hai cái màu sắc nó khác nhau, cái chuyện ở đây, em đã nhận cái định chuyện đi. lá cờ Dương đã nói anh rồi, Dương không, ở đây thật sự Dương không muốn tranh cãi anh, mà Dương đã nói rõ, đúng không? Cái vấn đề ngay từ buổi đầu, kể cả Dương lập diễn đàn Dương cũng đã nói, Dương xin lỗi các chú các bác, những người đi đến Việt Nam Cộng Hòa, Thôi Dương bây giờ không đã vậy đi, động tới, hai cái này đúng rồi. anh không thể nào, có nghĩa là cái tư tưởng của em bây giờ vậy rồi, em đã muốn bỏ cái lịch sử trước kia, Ồ em muốn lấy cái có là em cứ lấy từ năm 30 đổ lại thôi, không, Dương cái lịch sử Dương đã trước kia nói em quăng anh, hết. Dương Dương Chẳng đã hạn nói như anh, anh ở dám cái chắc cái đó tư là tưởng của em á, anh là người nói thôi, chứ Dương không không có từ bỏ những cái điều đó, nhưng Dương thì Dương bây nói giờ chuyện anh rất rạch anh có rồi. chấp nhận không? Anh nói nhưng mà anh hỏi em là anh nói em có chấp nhận Ủa, không? tùy theo cái cách Em tụi có anh chấp nói, anh nhận nói là đó chuyện là gì đã, anh phải nói là chuyện gì, chứ đâu phải tự là nhiên anh nói giờ với Dương em, chấp nhận anh cái nói chuyện gì đó Dương cái phải chấp đó là nhận một sao? phần. Không phải. Bây giờ là anh hỏi với Dương nè, bây giờ em có chấp nhận cái đó là có một phần dân tộc Việt Nam mày này không, Cái đó em có là chấp nhận một không? phần Em có trả về lời cho lịch anh không? sử vẫn còn nằm yên trên Dân lịch tộc sử đó, về lịch sử về dân lịch tộc Việt sử Nam mình, đó, đúng rồi, em dân có công tộc nhận hay không, không đó là có công khác nhận lịch nữa, sử không? đó là lịch sử thì vẫn để yên ở lịch sử đó. Rồi được Còn rồi, ở một câu đây nói đơn giản vậy thôi, còn ở một câu đây nói đơn giản vậy thôi, bây giờ bỏ. Em không nói vậy là phải đã đủ đủ nói, đủ nói đủ ý ra rồi. thì anh phải hiểu được cái điều đó, chứ còn kêu anh Dương nói anh không chấp nhận, mà anh phải kêu Dương chấp nhận cái lời nói anh thì sao được, đúng không? Mọi Dương đã nói rồi, Làm sao mà trên đây anh đây đang anh đang nói rộng, anh đang nhưng mà bây giờ anh nói với em nè, ví dụ bây giờ cái diễn đàn nãy giờ anh không đọc comment nghe, anh không đọc comment với ở ở dưới, nhưng mà cho dù cái diễn đàn của em á thì em trật tự ở dưới mấy đứa em, anh cũng lớn tuổi rồi, ở đây mình anh em mình nói chuyện rất là mở, không có một cái vấn đề gì hết, mở ra để cho mình anh hiểu thêm thôi, hiểu không? ok Nhưng anh. mà những cái từ ngữ mà ở dưới mấy đứa em nó có những cái gì mà không đúng á, nó không phải á, thì anh chẳng chỉnh lại cho sau này anh còn tham gia được cái chương trình mở của em nữa, anh em mình trao đổi những cái kiến thức để hiểu thêm, đúng không? Dương nói cho anh nghe nè. Bây giờ thôi bỏ đi Không, chuyện không, đó, bây khoan, giờ khoan. là anh Không chỉ nói phải, với anh nói thì anh Dương để cho Dương nói lại chứ. Trên diễn đàn của Dương ở đây, Dương nói anh, nếu anh có ngày mai anh xem lại trên diễn đàn này, hiện tại đến cái thời điểm này, đúng không? Anh xem có câu nào gọi là có gọi xúc phạm gì anh hay không. Còn cái vấn đề ở đây, ý là anh đứng chính á, không, anh đứng anh đứng chính khỏi lại cần đính thôi, chính, trên anh cái đứng diễn chính đàn lại của cho Dương, Dương nói anh nghe, trên diễn đàn của Dương đây có những người còn lớn hơn tuổi anh rất nhiều,
chứ không phải là nhỏ tuổi hơn anh không đâu. Anh đừng có Đúng nghĩ là rồi, thì không đó không anh phải biết mà, đó, anh biết nên mà. ở trên phương diện đây người ta tôn trọng mình hay không qua cách cư xử của anh, qua cái cách hành xử câu văn của anh nữa đó. Bây Anh giờ phải hiểu bản điều năng của đó anh bao nhiêu lần anh lên đúng không? rồi, có nghĩa là diễn đàn của ông Quốc Dũng anh lên rồi nè, Không, cái chuyện đó, diễn đàn của ông Đạt Trần anh lên rồi cái chuyện nè, đấy anh đối xử với mọi người theo một cách dân chủ mà, đâu bao không giờ anh đi phải nói ngang đâu. Anh tôn trọng là mình phải tôn trọng cái luật pháp hiện tại, dân. cho nên bây giờ mình nói theo cái luật chứ không nói. Đúng. Như hồi nãy bây giờ mình trở lại cái vấn đề của bà Nguyên đi, nói về vấn đề bà Nguyên đi, cho nó sâu vô vấn đề, sâu vô cái gì thì nó cũng có lẽ phải riêng của nó hết. Nhưng mà giờ anh chỉ hỏi các Đương em nhiên thì nè, anh một cứ câu hỏi Dương thôi. Cho nên bây giờ anh hỏi em, vừa rồi anh có hỏi Quốc Dũng là cái pháp luật mình nó có nghiêm minh hay không. Vừa rồi anh có hỏi Quốc Dũng thì Quốc Dũng nó trả lời chung chung thôi, không trả lời hết. Cho nên vừa rồi anh hỏi Quốc Dũng đã trả lời chung chung, mà hôm nay anh Bằng Nguyên năm nay lớn, chắc lớn tuổi của anh phải không Dương? không biết anh Dương, không biết anh nhiêu tuổi, Anh anh năm 51. mơ nhỏ tuổi hơn anh Bằng Anh Bằng thì anh nghĩ là anh Bằng sẽ lớn tuổi thì vấn đề anh Bằng sẽ hiểu được vấn đề đó. Anh nói là bắt bây giờ anh chỉ nói một cái vụ án đơn giản thôi, một cái vụ án đơn giản nó tách cách đây 4 tháng 5 tháng ra, thậm chí 1 năm sau, như cái đội điều tra mình cực kỳ là mà dạy bén, họ sẽ tìm được thủ phạm. Em thì anh cứ nhớ nói tiếp đó, vụ không, án gì đó. ba người cán bộ lớn nằm ở ngoài, anh nhớ là Quảng Ninh hay là Nghệ An gì đó, mà bắn ở trong đồi ba người, vụ án lớn lắm luôn, ở những người cán bộ chết. Em có thấy là mức độ mà để là tìm ra một nhân chứng nào gây ra cái vụ án đó, có nghĩa là một hai lần thì tất cả chìm hết, điểm thứ nhất đúng không. Điểm thứ hai thì bất cứ là cái trường hợp nào mà đã vô phòng tạm giam để phỏng vấn hay là điều tra, cha hỏi một vấn đề gì đó, thì không có một dụng cụ nào gọi là gây thương tích cho tội phạm hết. Đó là quy tắc của người hỏi cung, đó là trên cơ sở luật pháp mà anh biết. Không có lý do gì anh bàn anh phổ biến ra là vô trong đó lấy cái dao cắt giấy, cắt cổ tự tử, điều đó nó rất là vô lý. Có nghĩa là người dân họ cần được một cái nền pháp luật nghiêm để người ta học theo và cố gắng hạn chế những cái việc xảy ra trên mặt luật pháp, mà mình là người nằm ở trong một cái nhóm xã hội lớn, mình đã từng công tác gì, từng làm việc mà mình nói như vậy á, thì cái diễn đàn nó mở rộng ra. Anh nói ví dụ thôi, lỡ ví dụ con anh năm nay nó 16 17 tuổi, nó lên nó ngộ nhận đi, à có lẽ là vậy, nó không hiểu. Nếu mà anh, ví dụ anh làm người làm cha mà vô trách nhiệm không chỉ cho con đó là sai theo cái căn bản, mà khi vô á, là hỏi cung á, thì tất cả, thậm chí anh nói thậm chí có ly nước uống á, phải có trực ban để chờ, đừng có nói là cái dao cắt giấy nằm trong đó, một cái sự vô lý cực kỳ. Anh chỉ nói vậy thôi, còn thí dụ anh bàn á, anh cứ suy nghĩ lại, mà mình cứ nói làm sao mà nó hợp tình hợp lý cho nó đúng theo một cái bản chất của một cái xã hội gọi là có cái nền luật pháp. Ok, anh nói rồi, Dương ngắt lời anh Có tại đây một cái đã. Trên phương diện anh nói cái điều đó anh hoàn toàn đúng chứ không sai. Nhưng anh phải nhìn lại trong cái sự việc của anh Bằng nói, thì anh xem xét lại cái nơi giam giữ cái người đó có phải được như anh nói hay không. Và cái xảy ra cái vụ án đó anh thấy đó nó là như thế nào. Chứ anh đừng có quy chụp là anh không phải, anh phải biết phòng tạm giam ở thành phố nó khác, phòng tạm giam ở huyện nó khác, phòng tạm giam ở xã nó khác, chứ không thể nào nó cùng cả một cái đây cơ là sở phòng hạ hỏi tầng cung vậy ấy mà, à, đây là trong phòng hỏi cung, đó, trong phòng hỏi đó là cung. có một cái live trực tiếp luôn. Anh hỏi em trong phòng hỏi cung thì anh nói với em bất cứ phòng hỏi cung nào nó đều mang một một cách để tra tra khảo cái phạm nhân hết, nó giống nhau hết, không khác đâu. Ở phòng lớn thì tội lớn, phòng nhỏ thì tội nhỏ, thì cũng giống nhau thôi, nó không khác nhau. Nhưng mà anh chỉ nói là cái camera mà quay lại vấn đề Nguyễn Hữu Tấn á, cái vào thời bấy giờ đó, như anh chỉ nói với em á, nó nằm chưa có khoảng mờ mịt cực kỳ. Nhưng bây giờ vấn đề đó mình có mổ xẻ ra thì không được. Anh chỉ buồn một chỗ một á, là đúng như anh bàn nguyên, anh chỉ buồn một chỗ thôi, vấn đề mà chuyện đã qua rồi, mình cứ moi trở lại, mình phổ biến ra lại. Thì anh chỉ nói một câu nói gì nè, hậu quả anh bàn nguyên sẽ mang, tại cái người chết đúng chết sai á, họ cũng trở thành một vong hồn.
bất cứ đạo nào cũng đều tôn thờ hết. Đồng Chứ ý dù với em anh. đạo Chúa thì em vẫn có cái lòng tin ở Chúa. Và để anh hốt anh ơi, em đạo Phật là em lại còn phải tích, còn duy tâm hơn nhiều hơn nữa. Tại sao không để cho cái người chết họ yên ổn, họ yên ổn đi? Mình moi lên những vấn đề này đó, là mình đã thay đổi một cái tầm nhìn của những đứa trẻ. Thì không khác gì mình Không cho chui phải vào quá khứ đi. Mình có anh nói phải chuyện hiểu hiện như tại thế nè. này, Khoan anh khoan phải khoan hiểu khoan, bắt từ từ, anh sẽ nguồn, nói không hết, phải anh cho dừng anh cắt nói. lời anh cái, không phải anh không cần nói hết, tại vì anh nói là Dương thừa hiểu được cái câu chuyện của anh nói, nhưng anh phải hiểu được trong cái tính chất câu chuyện này ai là người bắt đầu từ câu chuyện này, anh hiểu không? Có nghĩa là những thành phần dân chủ cội nó dựng lên cái câu chuyện này, thì chính vì như vậy thì bắt đầu Dương hoặc là anh Bằng sẽ nói lại những cái câu chuyện này nó như thế nào. Anh thấy điển hình giống như Hứa Hoàng Anh bị chết chưa rõ nguyên nhân, đúng không? Mà trong khi đó cái đám này nó lại đi nó du dạ cho là bị gọi là an ninh đánh chết, rồi bắt đầu dội giả đem mổ, rồi dội giả đem chôn, rồi chôn xong rồi còn cả đổ bê tông lên, rồi bắt đầu nó chụp cho những cái tấm hình này rồi nó đưa lên, thì bắt đầu thì anh phải, nếu anh đã nói thì anh phải bắt nguồn từ câu chuyện này từ đâu, ai là làm được ra điều đó, chứ ở đây chẳng có ai là rảnh rang để đi Rồi moi bây lại giờ những cái vậy đi. thông tin đó làm gì, Rồi được rồi, anh sẽ trả lời đúng câu hỏi, chưa? câu nói đó của em. Anh nói, anh sẽ nói với em như vậy. Anh sẽ nói với em như vậy. Có nghĩa là chúng ta đang đưa lên một cái giả thuyết, một cái câu chuyện như vậy. Không ai đồng ý hết đúng không? Đúng không? Không phải Có là bao không giờ đồng tụi em ý, nghĩ ngược một chút xíu không? tại vì anh nói là một, anh giả dụ ra một câu chuyện thì anh phải biết được cái nguyên nhân nó từ đâu và dựa trên cái nguyên nhân đó mình nói, và cái nguyên nhân đó anh Thì phải đó biết bây là giờ anh ai chuẩn là bị người nói bắt nè. đầu, Anh đang chuẩn bị đúng nói không? mà em đã cản rồi. Không Anh phải, cho nó, tại anh đang chuẩn bị nói cái tại câu anh nói, chuyện xảy ra. có nghĩa là anh nói câu chuyện xảy ra nhưng mà anh cắt ngang cái đoạn là giữa, bắt đầu từ anh Bằng, anh nói là người chết đã chết rồi thì tại sao mình phải dựng họ để làm gì, rồi anh cả nói tới về cái tâm linh nó như thế nào. Dương hiểu được hết điều những anh nói, nhưng mà Dương mới đính chính lại cho anh là tại sao mới có câu chuyện này, thì Dương mới nói lặp lại là những thành Thì bây phần giờ dân chủ cội anh lại kia. tiếp tiếp tục anh lại tiếp tục nè, anh lại tiếp tục nói là tại sao của em nè, anh đang tập tiếp tục cái câu nói tại sao Rồi của rồi em. anh nói tiếp đi, rồi Em anh có nói tiếp chịu nghe không? rồi 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 anh Đây cứ là cái nói tiếp sự thực đi. tế. Anh nói với em á, là tất cả trong cái xã hội hiện tại giờ, em nói đúng lương tâm em đi, hiện tình Thì anh đang cứ xảy nói ra đi trên đất nước cái này, chuyện anh dám ở chắc như à. tụi em. Bây giờ lắng tai nghe anh nói đi, anh đang giải thích rộng mà không phải là hẹp. Em để cho anh giải thích xong đã. Anh nói trong hiện tại bây giờ em, Bàn hay là những người ở dưới diễn đàn của em, anh dám chắc một điều một. Cái xã hội Việt Nam mình hiện tại nè, tất cả mọi người luôn nghe, không riêng ở em, họ vẫn bình thường, kể như không có cái gì hết. Đúng vậy không? Chắc chắn là vậy. Những cái vụ án mà xảy ra gì các em cũng vẫn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà những người, chưa, để anh nói hết, đừng đừng vội vàng, từ từ đã. Có nghĩa là những người anh em Không thì anh cùng cứ một nói hướng đi, Dương đi, Dương họ chưa phản muốn ứng đến mà. đó để họ trở về. Anh họ đến đó họ trở về. Anh sẽ đem cố tình sẽ đấy, anh sẽ cố gắng lẽ trong một thời gian sớm nhất để chứng minh những gì này hôm nay cho các em nghe, kể cả anh bạn nghe, là tại sao điều đó nó xảy ra, mà cái nhức nhối mà người Việt Nam hôm nay nó đứng lên vậy. Còn ví dụ mà em cho là trong cái lúc này là mọi cái nó yên ổn, thì một lần em thử một lần đi, em cùng nhau một cái kêu nhà nước dân cầu dân ý đi, rồi em đã thấy cái kết cục của đất nước này, bao nhiêu người dân họ ủng hộ và bao nhiêu người dân họ không ủng hộ. Đó là cái tính dân văn nhất. Không, anh cho Dương ngắt anh ngay chỗ này. Thứ nhất, Việt Nam chả phải cần trưng cầu dân ý để làm gì. Anh không thể Đó, lấy, vấn đề là anh sẽ biết anh câu không nói của phải, em anh không thể lấy là một cái hiện anh tượng. sẽ biết là câu Không, nói của khoan, em là như vậy. khoan, khoan, khoan. Đương nhiên anh sẽ nghe câu nói này rất nhiều ở những diễn đàn khác, đúng không? Nhưng mà Dương nói anh không lấy, anh không thể nào lấy một cái hiện tượng anh quy chụp lên cả một cái xã hội như thế được. Là điều đó tại không sao? phải không phải không Nếu có như anh nói cái điều anh đó, không lấy nếu một như hiện tượng quy không chụp không phải đâu, anh nghe Dương anh nói không lấy là hiện tượng quy chụp đâu. tại vì sao? Anh nhìn anh thấy những đó là những cái hiện tượng chứ gì? Anh quy chụp lên ở đây trên diện lúc nãy anh đã nói, bây giờ anh quay lại anh không biết là anh không nhớ. Mình sống có pháp luật và pháp luật là người bảo vệ mình, Đúng rồi, đúng không? Mình tuân thủ pháp luật đúng rồi, để pháp luật bảo vệ đúng lấy mình. rồi, đúng, chính Bây xác, giờ trên phương đúng diện rồi, một chính xác. người, trên phương diện, đúng không? Đúng, trên phương diện của một người dân
Nếu như anh tuân thủ pháp luật, anh làm đúng pháp luật thì pháp luật đó sẽ bảo vệ anh. Đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ anh không làm đúng pháp luật Không, thì đương nhiên có không. những sự việc Anh nó nói là xảy ra không và ngoài cái vấn không và đề mãi thì mãi nó nó là thành một không. cái vấn Một đề câu khác. nói, anh nói Cái với đó em là á nhận là định của không. anh. Thì bây giờ có hay không á thì nè Phan, không anh nhận định của anh đâu, nó quá trời nhiều. Em còn không ấy thì em kêu thằng Đạt Không, Trần cái á đó là những đưa tại những vì cái clip không anh gửi cho có Đạt Trần, anh muốn hỏi Đạt Trần. không. Tại vì Dương nói thật Hôm với nay anh là á, anh Dương nói đã là nghe em bắt đến đầu anh cái sẽ vấn đề là của mà Đạt ban Trần ban Dương rồi. nè, Dương 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 nhắc lại cho anh Dương luôn, Dương nó anh hơi cho Dương nói nhắc lại cho nè, anh nè. Khoan khoan, anh anh chờ Dương cái, Dương nhắc lại cho anh nhớ. phải, anh trả Là lời câu hôm nói anh nói về cái vấn đề. em nói vấn đề gì, vấn đề gì Dương đã nói anh rồi, anh nói vấn ở đề trên phương gì diện Dương đã từng nghe anh nói bên vấn đề của Đạt Trần về vấn đề ở Formosa, cái môi trường Formosa. Đúng không? Anh hôm đó anh nhớ anh nói câu gì không? sao Dương ở dưới là người chat ở dưới nè. Anh nhớ không? đúng rồi em cứ nói đi, nhớ rồi tiếp tục Hôm đi. đó là anh nói cái cơ quan nào chịu trách nhiệm về cái môi trường của Hà tỉnh, đúng không? Anh nói là Sở Tư pháp. Đúng À, rồi, bộ anh nói là Bộ Tư pháp chứ. phòng khoa học, Chính xác, nói phòng là Bộ khoa, Tư pháp. anh nói là Dương nói phòng là khoa học, phòng khoa học bộ tư pháp, phòng khoa học bộ tư pháp, anh nói tới hôm nay vẫn còn kiểm chứng trên cơ sở pháp luật đàng hoàng. Phòng phòng khoa học sở đúng tư không? pháp còn không có, anh có tài liệu, anh có tài liệu toàn bộ hết, không phải là môi trường là một Tài phần liệu thôi, của còn phòng khoa học sở tư pháp là cái chính xác nhất, là chính xác nhất. Anh nói với em là họ có quyền làm tất cả trên phương diện về khoa học, anh nói vậy. Còn còn bộ trưởng bộ môi trường là khác nữa. Anh tại sao không lấy bộ trưởng bộ môi trường để anh nói, tại vì bộ trưởng bộ môi trường là em biết rồi là bây ai, giờ ông không gửi phải thư anh gửi cho có ông biết mọi người có Canada nghe rồi rõ nó không, đi nhưng làm mà gì bạn nữa. bên Dương không nghe được rõ lời của anh. Dương không nghe được rõ lời của anh. Alo, nghe rõ chưa? Rõ chưa? Nghe được chưa? Alo. Alo, alo, alo. Dương không nghe Mạng đây, của không em nghe yếu được á, lời Dương của anh, ơi. mạng hơi lắc. Anh nghe em nói rất rõ. Có nghĩa là anh nghe rất rõ bên mạng của em yếu đó. Anh nghe rõ lắm, em nói là nghe rõ lắm. Không biết ở dưới, em hỏi dưới anh nói, con người bình thường anh nghe rõ không? Chứ em nói anh nghe rõ lắm á. Mà coi chừng mạng của em hơi yếu á. Bây giờ nghe rõ Tiếng được chưa? tiếng mất, Dương nghe tiếng được tiếng mất. Có nghĩa là cách bên em thì nó anh nghe rất rõ, có mạng, có tiền mạng của em nó yếu, em kiểm tra đường mạng, có đường đường tiền mạng coi, chứ bên anh em nói là anh nghe rõ lắm. Ở dưới có nghe chú Quốc nói rõ không ạ? Người nào nghe chú Quốc nói rõ bấm số 1 giùm cái cho mình chỉ biết là mình mạng mình yếu không. Tại vì Đây là bên 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 mạng của chú Quốc yếu rồi phải không ba? Có một số người kêu ba que nữa nè, không thấy phải, cơ không? bản là anh không bận tâm cái phía bên dưới, nhưng mà tại vì hiện tại đây Dương đang nghe đang câu được câu mất thôi nên không nghe trọn vẹn được cái câu của anh. Còn cái vấn đề mà Bây giờ nghe rõ chưa? tầm Hay là để cho anh thoát ra ngoài anh vô lại được không? rồi rồi anh thoát ra, anh vô lại cái thử thử anh thoát ra ngoài anh xóa hết anh vô lại thử. Rồi Rồi, rồi ok rồi rồi. anh. Làm gì có. Đùa. Anh biết. Bọn đâu biết được. Nghe được chưa các anh chị?